bạn, chúng mình là White Shadow Band. Chúng mình là gồm có 5 thành viên. Thứ nhất đó là chủ band Hoài Thanh Guitar Pro, Guitar Bass. Thứ hai đó là guitarist Lurusu Nguyễn. Guitarist thứ hai đó là Lê Viết Thủy. Tay trống huyền thoại, tiếng rumor. Còn mình đó là vocalist của band, là mình tên là Hà Lê Nguyên. Hôm nay là một buổi tập rất là bình thường của chúng mình ở tại Việt Thương, và sử dụng những cái nhạc cụ của Việt Thương như là đàn guitar, guitar bass, guitarist và trống, và nhất là dàn trống âm thanh Roland ở đây. Ngày hôm nay cũng như tất cả những cái buổi tập khác của band mình, cùng làm những bài cũ và một cái sáng tác mới. Và sáng tác ngày hôm nay của chúng mình sẽ gửi cho các bạn là bài Đường Đời. Và sáng tác bài Đường Đời này chúng mình sẽ gửi đi thi của một cuộc thi Harrop sắp tới đây vào ngày 18 tháng 3. Các bạn hãy đón xem. Thank you.
Chào các bạn, tôi tên là Long, guitarist của Wasedo. Hôm nay tôi đi tập thì tôi sử dụng một cái cục rất là mới của Việt Thương vừa nhập về. Thì đây là cục lưu cấp của Lô Lăng. Đây là một amp Lightstack kiên số sử dụng công nghệ bóng đèn. Thì thường các bạn thấy là amp kiên số thì nó rất nhỏ, nhưng mà amp lưu cấp này thì Lô Lăng sản xuất với công nghệ mới nên là amp nó rất lớn, có thể sử dụng sân khấu lớn, vân vân. Chúng ta hay sử dụng nó để chúng ta tập bình thường hoặc là đi sân khấu lớn. Công nghệ bóng đèn thì sẽ cho âm thanh tốt, tiếng nó rất sáng. Và ngoài ra thì công nghệ bóng đèn thì chúng ta có thể sử dụng rất là lâu dài. Nếu như bạn chơi lâu dài thì các bạn sử dụng nên sử dụng cái Blue Cup này. Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Viết Thụy, hiện đang là guitarist của White Shadow. Hiện tại tôi đang cầm cây Jackson, thì tiếng nó rất là hay. Vì thương nó đang nhập về thì nó có cần nhúng 2 chiều 24 phiến, pickup EMG, và các bạn có thể thấy đây sau này là có cục pin giúp cho tiếng nó ngắn dài hơn và hay hơn. Jackson thì các bạn có thể tới Việt Thương để thử nó. Dạ các bạn, mình là bassist của Washington. Bình thường mình đi tập ở đây thì lúc nào cũng có là sẵn đồ cho band tập. Bình thường mình đang quấn đây là bass của Fender. Cây này thường thường thì tiếng nó rất là dày, nhưng mà đặc trưng những cái dòng như dòng da hay nọ rock thường thường, nhưng mà dao quấn thì nghe tiếng rất là ấm. Xin chào các bạn, mình là vocalist của Washington. Mình sử dụng amp Roland AC90 Highlight có echo, có reverb, giúp cho giọng hát của mình tốt hơn, trong trẻo hơn, và đẩy mạnh cái khả năng hát rock của band mình lên rất là nhiều. Xin chào các bạn, tôi là Tiến, là tay trống của Washington. Hiện tôi đang sử dụng bộ trống Roland TD20X. Thì hiện tại bộ trống này tại Việt Thương có giá rất ưu đãi, các bạn hãy nhanh chờ tới Việt Thương để có thể thử tự do, nó có nhiều tính năng ở đây.